đi Apple Store nữa nè. Bữa nay thì thấy ở đây Apple nó cũng hơi vắng vắng, nhưng mà người ta đang xếp hàng cũng đông lắm nha. Samsung vắng lắm. Hôm nay Apple vắng quá nè, nhưng mà nó cho cái lượng khách vô đây ít chút xíu nên nhìn vắng ha. Đây, hôm nay mình vô cái Apple Store nữa nha các bạn. Thì Apple cũng có nhiều cái loại máy mới nè, có MacBook Pro nữa nè. Đây là cái MacBook Pro 13 inch 1999 nha. Cái này nữa nè, cái này chắc 11 inch, cũng là 13 inch. Đẹp quá. Đây cái giá của cái MacBook Pro đây nè. Đẹp quá cái màu nè. Cái màu cô nữa nè các bạn ơi. Đây một cái nữa là màu gì đây? Cái này là mới là cô, còn cái kia rose gold. Hai cái khác nhau. Cái này iPad. iPad lớn quá ha. Đây nguyên một set luôn để mình lựa chọn nha. Cái này là cái mini nè. Mini là ở Úc bán 1199. Rồi cái này là iPhone 12 thôi, 1349 đồng. Cái này là cái 12 Pro 1699. Cái này là cái Pro Max. Cái Pro Max là cái này đây. Cái giá cái Pro Max là bao nhiêu đây nha các bạn? Cái Pro Max là từ 1849 đô trở lên. Để luôn, cái màu cũng đẹp quá đó các bạn ơi. Đây là màu vàng nữa nè. Đó. Cái này là màu gì đây? Màu graphite. Đây là màu xanh. Đẹp quá ha. Rồi cái mini. Mini này cỡ cái giống như cái iPhone 5 vậy đó. Nó rất là rộng. Cái màu nó đẹp quá nè. Có mấy màu nó chênh nè. Cái màu đỏ này đẹp quá nè, phải không? Rất đẹp. Nó trưng bày ra cho mình coi đầy đủ hết nha. Bữa nay cái Apple Shop này nó cũng vắng lắm nè, nhưng mà tại cái lượng khách vô phải ít thôi nên không có cho vô nhiều. Nên mình chỉ vô mình coi tham quan mua đồ, những cái gì chính yếu thôi chứ không có được ở đây lâu. Và cái monitor này đẹp không? Cái monitor này là 5K display monitor. Giá là bao nhiêu đó nha các bạn? Có luôn là cái pricing nè. Đây là cái iMac. Coi cái keyboard của nó nè. Wireless. Đẹp quá không? Cái này cái mousepad nè. So cool. iMac, iPad mini. Cái này cũng còn cái cũ của nó chưa có upgrade nha. Nhưng mà
này là cũng là super fast của cái Mac Mini. This is the Mac Mini, that's the price. Cái này cái giá của cái Mac Mini này nha, chứ không phải là iPad Mini mà là cái Mac. Wow, cái iMac này cái nhìn coi nè. Wow, cái screen này đẹp quá, rõ dễ sợ luôn. Tại là nó là 4K display lận á. Wow, đây là những cái accessory đây. Đẹp quá. Trời ơi, cái jacket này nè. Màu thật là khủng không? Nhiều màu lắm bạn ơi. Này, cái này là cho cái pocket. Thấy nó cũng hơi cứng chứ không? Hít vô đây. Chắc nó không biết có bị rớt không, nhưng mà thấy cổ máy ha. Yeah. Accessory nhiều quá ha. Đây cái màu nè, đây cái màu mới của nó nè, cái này cái marble. Xong rồi, mình lại đây xong rồi. Các bạn mà có trục trặc cho mấy cái dây chạc gì đó nha, thì tụi này mình, nếu mà cái phone của mình trong vòng 2 năm á, nó cũng guarantee luôn luôn cả cái dây chạc nha các bạn. Yeah, thì nếu mà các bạn muốn lại đây, lại cái Apple Store mà đổi á, mình có thể đổi được nha. Tại vì nó trong vòng 2 năm, nếu mà cái dụng cụ của nó mà để cho cái máy điện thoại mình bị hư thì nó vẫn đổi cho mình bình thường nha. Nó không có bắt mình đóng thêm tiền gì nha các bạn, đừng có đi mua dây mới để tốn 28 đô. Tại vì chị của mình không biết thì chị mình đi mua thì phải tốn 28 đô để mua lại cái dây này, nhưng mà mình không có cần để mà đi mua như vậy. Thì Apple nó có thể nó kêu là replacement warranty đó các bạn, thì nó sẽ đền lại cho mình một cái mới, là giống như nó sẽ đưa cho mình một cái dây mới để mình xài. Thì trong vòng 2 năm bị hư thì cái đó là cái lỗi của nó chứ không phải lỗi của mình. Ok, thôi xin chào các bạn nha. Dạ anh đi. Đổ 50 mấy đồng, 56 đồng. 56 đồng. Ủa, đổ 56 đồng. Mình đi bán nước khác. Inside. Yeah, just go on and check. Thanks. Thank you. Thank you. Bảo có được quyền đặt nó sủi đó, cũng có. Yeah, hết bạn đấy. Yeah, cái đầu giống liền ai rồi chưa?
Oh yeah, that's your burger. And I can give that to mommy. Can you turn that around, Cam? Chicken.